Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu bếp điện từ kết hợp chung với lại máy hút mùi đến từ thương hiệu Dudok Danden ha. Thì các bạn có thấy ở đây, đây là mẫu bếp điện từ. Mẫu bếp điện từ này có mã số đó là MIA A2B. Đây là bếp kết hợp hai từ và một điện, tách và liên kết đa điểm. Thì ở đây bạn có thể thấy, ở đây thì chúng ta có thể nấu hai vùng hoặc chúng ta có thể kết hợp hai vùng nấu lại và này với nhau. Thì đây là một sản phẩm có công suất lên đến 5900W và có kích thước đó là 750 x 20 mm. Đây là một sản phẩm được sản xuất tại Pháp và sẽ được nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam. Đây chúng ta có thể là sẽ khởi động bếp. Đây. Tăng độ nấu hoặc giảm theo ý thích. Thì các bạn có thể thấy thì cái bảng điều khiển rất là êm và mướt. Và ngoài ra thì các bạn có thể thấy, để ý ở trên bếp thì cũng sẽ có thêm nút khóa an toàn. Nút khóa an toàn này thì sẽ đảm bảo cho việc là khi mà chúng ta nấu thì sẽ không thể nào mà điều chỉnh được những cái nút này nữa. Đây. Và ở phía bên này thì cũng sẽ có một bảng điều khiển riêng ở đây. Thì ngoài ra chúng ta cũng có thể kết hợp chung với lại mẫu máy hút mùi. Thì máy hút mùi này đến từ thương hiệu Dudok Danden và có mã số đó là PIC S70B. Thì đây là máy hút mùi âm tủ có kích thước khá là nhỏ nhắn, 700 x 290 x 325 mm. Thì có công suất là 800 m³/giờ và độ hồn thì nhỏ hơn 58 dB. Có màu sắc là inox kết hợp với lại kính đen rất là sang trọng. Thì ở đây thì sẽ là có những cái nút cơ để mà chúng ta có thể ấn và điều khiển. Nút bật tắt đèn nè. Đây. Đây là nút chế độ. Đây, đây là mạnh hơn nữa. Còn là chúng ta có thể ấn nút tắt ở đây. Đây, nút tắt đèn. Thì ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm một mẫu bếp khác. Thì mẫu bếp này là mẫu bếp MIA Z2B, cũng là một mẫu bếp kết hợp một từ và một điện. Đây, một từ và một điện có ký hiệu khác nhau giúp cho chúng ta dễ dàng sử dụng hơn. Tổng công suất của nó là 3900W và kích thước là 730 x 400 mm. Sản phẩm này được sản xuất tại Ý và bảo hành 5 năm, được nhập nguyên kiện về Việt Nam. Đây, một điều mà các bạn có thể hoàn toàn yên tâm đó là Dudok Danden, cái mặt kính được sản xuất bởi thương hiệu Eurocara, một thương hiệu nổi tiếng của Pháp. Thì những cái mặt kính cường lực đây các bạn có thể thấy rất là dày dặn và chịu được nhiệt cũng như là áp lực cao. Hơn nữa thì bề mặt này giúp cho chúng ta rất là dễ vệ sinh và lau chùi. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về bộ sản phẩm này, các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt.